Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mời quý vị và các bạn đi về Hiệp Bình Chánh nha. Hiệp Bình Chánh ngay trục đường Phạm Văn Đồng, ngã tư Bình Triệu á, ngã tư Bình Triệu, Phạm Văn Đồng. À, phía sau Gigamon. Ui, đất đai còn quá trời, nhà cửa còn bao la. À, còn cái việc tăng giá quý vị ơi là chỉ là cái việc đồn thổi mà thôi. À, khu vực này là khu vực trung tâm luôn đó. À, nghĩa là quý vị xác định được là bên kia là ga Bình Triệu, còn bên đây là cái khu vực này ngày xưa cũng sông ngòi đầm lầy đồ quá trời đó. À, phía bên tay phải đó, một bên là ga Bình Triệu, còn bên này là phía bên tay phải. À, bây giờ hiện tại nó nằm đằng sau cái siêu thị Gigamon. À, cái này là Hiệp Bình Chánh này đó, quý vị nhìn thấy bây giờ nhà hàng nhà hiếc rồi người ta bỏ đất đai quá trời. Đây là những cái view sông nè, view sông còn bát ngát bao la. À, dân cư thưa thớt. À, thấy không? Đất đai xây lên rồi bỏ đường xa như thế này quý vị đó. À, mà hình thành cũng từ lâu rồi, trước mặt các bạn là chung cư. À, chung cư cũng xuống xuống cấp rồi đó, một cái khu vực ngay trung tâm luôn nha, đừng nói đâu xa xôi hết quý vị bạn. Và còn đất đất đai này quý vị thấy không? Đất đai còn vô số kể. Và người ta nói là khu dân cư này là khu dân cư Hiệp Bình Chánh đó quý vị các bạn. Đường số 20, đường số 25, rồi đường số, tất cả các cái đường số nó nằm trong khu vực này. Đó, quý vị thấy đất đai còn khiếp. Nó giống như một cái vùng, đúng là Hiệp Bình Chánh mà. Đó, giống một cái vùng vùng ven, vùng xa xôi, hẻo lánh vậy đó. Đó. Ý là mình nói là gì, người ta đồn thổi là ngày 1 tháng 8 rồi giá đất cho đai lên. À, hôm nay mình đi ngay cái thủ phủ của quận Thủ Đức luôn ha. Đó, nghĩa là một trục đường Phạm Văn Đồng quý vị, ra ra đây ra sân bay chừng khoảng 10 15 phút, 10 phút à chứ không có 15 nữa là tới sân bay rồi, gần xịt. Đó, đây những tòa nhà người ta xây lên đây này, không biết đã có chủ nhân chưa. À, mình thấy cái tòa nhà này cũng lâu rồi quý vị quạt, nguyên cái dãy luôn. Đó, một trệt ba lầu ạ. À, một trệt ba lầu, chắc có lửng nữa, trệt lửng ba lầu, hai lầu và sân thượng. Nó nằm ngay cái mé đường luôn, từ ngoài đường này đường số 20 đó, nghĩa là ngoài đường Phạm Văn Đồng chạy vô đây chừng khoảng 100 mét, hơn 100 mét, chắc khoảng 150 200 mét gì đó đó. Và đi mình đi tiếp cái trục đường này là đi ra cái bờ sông, bờ sông Sài Gòn luôn. Đó, cho nên là người ta nói chọn cái view sông cái đồ ở thoải mái. Rồi bây giờ ra đây, đây là dân cư địa phương ấy, người ta ở xưa giờ. Mà ngày xưa mình đi cái đường Kha Vạn Cân nha, đi về Thủ Đức á, chợ Thủ Đức cũ, mà bên đây là toàn là ruộng với dừa nước. Nó giáp ra bờ sông luôn, bây giờ là thành cái khu dân cư hình thành cũng từ lâu rồi. Còn đất đai còn bao la luôn. Đây những cái nền đất này, đây là một trong những cái trục đường chính luôn, nền đất rồi cây cỏ nó lên quá trời, dân cư thì thưa thớt chứ đừng nói đi đâu cho xa hết quý vị, không nói là vùng ven đâu xa, nên là vùng là này là ngày ngày xưa thì ven nhưng bây giờ thì hết ven rồi, bây giờ nằm giữa rồi. Hướng đi về Thủ Đức không, hướng đi ra quốc lộ 13, đi về ngã tư Bình Triệu. À, đây là ngay cái bên kia là ga. À, bên này đây quý vị thấy không? Ui, nhà cửa đất đai quý vị thấy, cây cỏ không. À, bên đây có một cái căn biệt thự đó, nghĩa là người ta ở cái xen kẽ. À, có những cái căn biệt thự rồi cũng có những cái nền đất bỏ hoang rồi rác. À, kiểu như là cư dân không lấp đầy là có rác thôi quý vị các bạn. Ở bên tay phải quý vị và các bạn, đây là ra bờ sông đây. À, ngày xưa những cái khu vực bờ sông này đó người ta cũng mở quán mở đồ khá nhiều. À, đây một cái căn biệt thự làm lên rồi quý vị thấy, chưa thấy ở không, thấy ở. À, cho nên là mình đi vòng vòng khu vực này để quý vị quản nhìn thấy là những cái khu vực ngay trung tâm thôi. À, nền đất người ta ở nó cũng như một cái vùng vùng xa, vùng ven, vùng quê
chứ cũng không có cái gì mà đặc sắc hết đó quý vị ha. Đó, đất đai quý vị thấy không? Hiện tại khu vực này này, người ta chào bán đất đó quý vị, người ta chào bán đất từ 100 triệu trên dưới 100 triệu nha. Có những nơi người ta có chào có 60 triệu. Có nơi chào 92 triệu, có nơi chào 110 triệu. Đó. Thì ở đây quý vị các bạn biết rồi, tùy theo cái tuyến đường, tùy theo cái vị trí đẹp hay xấu. Đó, ví dụ như đường nó nhỏ hơn, đi nó sâu hơn thì giá nó rẻ hơn. Đó, cho nên là mình thấy, nhưng mà những cái nền đất đây thì khá lớn nha, nhưng đến khá lớn, mình nói là mét vuông thì nhìn nó rẻ, nhưng mà một cái nền đất ở đây người ta chào 16 tỷ. Đó, khoảng 120 mét vuông. Nhà quý vị, nhà 16 tỷ 120 mét vuông, còn đất nghĩa là đất thì nó rẻ thôi. Đất người ta xây nhà nó ít á, xây nhà với cái diện tích nhỏ, nhưng mà miếng đất thì diện tích lớn. Ví dụ như một miếng đất 85 nghe, 120 mét vuông, người ta xây một trệt và hai lầu sân thượng đó, thì người ta chào 16 tỷ rưỡi. Rồi 11 25 là khoảng 275 mét vuông, người ta chào 16 tỷ, cũng có nhà rồi 3 tầng. Đó, rồi cũng có những căn người ta chào tới 40 tỷ, đó là những căn biệt thự căn góc nhìn ra view sông. Đó, có những căn 22 tỷ. Đó, có những căn 250 mét vuông thì người ta chào 15 tỷ, thì khoảng hơn 60 triệu mét. Đó, thì có những cái vị trí như vậy, cho nên là nó muôn hình vạn trạng quý vị ơi. Chứ không nói là nhà đất khu vực này là bao nhiêu mét vuông khó định giá. Tại vì nó phụ thuộc rất nhiều vào các cái yếu tố. Không, quý vị thấy đất đây không? Ví dụ đây là căn góc và khác nè, hai mặt tiền nó khác. Đó, vậy đi sâu vào trong ấy, nó nằm ở giữa thì nó khác. Rồi đi vô cái đường nhỏ hơn rồi nó khác. Rồi cái quyết định nữa là người ta kẹt tiền hay không kẹt tiền, người ta bị ngộp ngân hàng hay không ngộp ngân hàng, người ta chào bán nó rẻ hơn những cái người xung quanh. Đó, nó có những cái tình tiết nó ly kỳ. Cho nên là có những anh chuyên đi săn hàng ngộp. Người ta nói là khi mà hỏi bán nhà bán đất, hỏi sổ có nằm ngân hàng không, sổ nằm ngân hàng thì người ta mới mua, chứng tỏ người ta kẹt tiền quá. Đó, kiểu như vậy. Rồi người ta vay mượn rồi không có tiền lãi, cho nên là giá nào người ta không bán, người ta chào thấp hơn khu vực, giá khu vực. Còn những anh mà nói chào được thì bán, không được thôi, thì mấy anh nó là khác nghe. Đó, mấy anh nó là neo giá trên cao á. Cho nên có những người bạn, có những người ta đi chuyên đi săn những cái hàng ngộp như để người ta mua. Đó, cho nên là mình nói là muôn hình vạn trạng, không thể biết được cái khu vực đó nó tranh nhau nhiều lắm. Đó, trừ trường hợp trong một cái dự án mà nó nhà cửa nó giống nhau hoàn toàn, nó là nó khác. Còn đây nó muôn vô hình vạn trạng, đây người ta xây dựng tự do mà. Đó, đường xá này chán ha quý vị, đất này ẩm ướt này, mấy khu vực này về mùa mưa là nó vậy đó, cho nên đường xá nó mau xuống cấp lắm. Ở gần ngay bờ sông nữa mà. Và chắc ngày xưa người ta làm cái cốt đó, cái cốt đường này, đó, người ta nhiều lúc cũng chưa tính toán được cái việc mà nước nó càng ngày nó càng dâng. Đó, cho nên nó cái đường lúc nào nó ẩm thấp. Ví dụ khu vực này mình đào xuống chừng khoảng 5 tấc là có nước rồi. Ngày xưa làm nhà rất là cực, người ta làm móng móng đơn đó, móng băng móng đơn thì đào xuống cái là phải đào sâu 1,5 m 2 m 1,7 m để làm móng. Nhưng bây giờ thì khác rồi, ngày xưa là bơm nước chết luôn đó quý vị các bạn, bơm người nhà đào vừa bơm nước. Nhưng bây giờ người ta có cái công nghệ ép cọc, nhà nào người ta ép cọc làm cái móng nó thấp, nó cạn thôi, chừng 5-7 tấc là người ta làm móng được rồi. Cái nào sâu lắm là chừng khoảng 8 tấc là người ta làm móng được rồi, cho nên nó cũng đơn giản hơn. Đó, quý vị đây, đất đai còn nhiều vô số kể. Và như mình đã nói là khu vực này người ta đang chào giá 60 triệu có, 90 triệu có, 100 triệu có và 120 triệu có. Nhà có đất, đất có nhà. Đó vậy đó. Và bình quân ra cũng những cái khu vực trong đây thì cũng mười mấy tỷ một căn. Đó, tại vì diện tích đất lớn. Đó, đó là toàn bộ khu vực ha quý vị ha. Mình cập nhật một vài cái thông tin như vậy. Đó, còn đây là giờ mình đi cứ xem đất này, bao la luôn. Bao la đất này. Đó, cho nên là cũng có rất là nhiều người, người ta nói là sau ngày 1 tháng 8 giá đất nó lên. Nhưng mà lên gì? Nó lên tới đỉnh rồi, bây giờ lên gì nữa quý vị các bạn? Đó, chỉ có những cái khu đất nào, đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm chưa lên thổ cư. Đó, thì sau này cái bảng giá đất mới á, thì người ta căn cứ vào đó để nhà nước thu tiền chuyển mục đích sử dụng.
thì khi đó những cái đất đó, thì nó mới cập nhật theo cái giá thị trường thôi. Đó, chứ thực sự nó cũng không có cao đâu quý vị các bạn, cho nên yên tâm. Còn những khu này nó lên tới đỉnh rồi, người ta chuyển mục đích sử dụng, người ta đôn cái giá lên cao rồi. À, bây giờ đâu ảnh hưởng gì đâu, đất thổ cư rồi đâu ảnh hưởng gì đâu, và cái giá tới đỉnh. À, cho nên là yên tâm, nói chung là sự việc đó mình nghĩ là chỉ là đồn thổi thôi, còn hạ hồi vẫn dài. Sau này thị trường nó quyết định, người ta có nhu cầu nhiều thì người ta sẽ mua nhiều, người ta có nhu cầu ít thì người ta mua ít, và mấy mấy năm nay thì nó đóng băng theo mai mua, nó vậy đó. Chứ thực ra những đất này ta lên thổ cư lâu rồi đâu có ảnh hưởng gì với cái giá đất mới hay cũ gì đâu, không chuyển mục đích sử dụng gì đâu. Còn nhà nước ban hành đơn giá chẳng qua là nó phụ, nó mới tương đương với giá thị trường, gần như tương đương nhưng thấp hơn khá nhiều. À, chứ không có cập nhật được kịp với lại cái giá thị trường đâu. Tại vì như mình đã nói, nó muôn hình vạn trạng, tùy theo cái diện tích đất. Diện tích càng nhỏ thì cái giá nó càng cao, tính ra mét vuông á. Diện tích đất càng lớn thì cái giá nó càng thấp. Thứ hai là cái vị trí đường, đường xá ngon lành, trục đường chính thì giá cao. À, ví dụ như vô được hai ba cái đường trong nội đô thì giá thấp. Rồi cái căn đó, căn góc thì giá cao, căn ở giữa thì giá thấp. Đó, còn ở trong hóc nữa thì giá nó thấp hơn. Cho nên là mình nói là nó muôn hình vạn trạng là như vậy. Nhưng đường xa đây có bộ xuống cấp dữ quý vị này. Đó, bên tay phải quý vị là nguyên cái trục đường để mà ra cái view sông đó quý vị, ra cái view sông đó. Đó, cho nên là hôm nay mình chạy về đây để quý vị bạn coi đất còn nhiều vô số kể, đất nhà cho thuê cũng để đầy. Đó, đâu cần đi cho xa đâu quý vị các bạn, ngay cái Hiệp Bình Chánh luôn là Thủ Đức. Đó, bên kia là cá sấu hoa cà ga Bình Triệu. À, bên đây là cái khu dân cư mới, ngày xưa là ruộng với vườn dừa nước. Đó, đây nhà cho thuê đây nha, để ngày xưa người ta cũng làm gì, ui giời, đây là một cái nhà giống như là bãi trật nữa quý vị này, xe mà để cho cây phủ luôn này. Vì sao khiếp, mấy cái xe đào, xe lưu, xe đồ ở trong này này, ba bốn chiếc trong đây luôn. Nó không biết lần sau người ta bỏ luôn ta, bán xe chai không có tiền nữa. Bán xe chai không có tiền, nó để càng ngày nó càng hư đi, các cái ron, các cái đồ máy móc bây giờ hơi bán xe chai thôi mà để vậy luôn đó quý vị. À, rồi giờ mình bước qua cái cầu này cái ha. À, đây cũng có một cái nhánh sông chảy vào đây. À, đây có một cái nhà hàng bây giờ người ta cũng cửa đóng then cài này quý vị này. À, nói chung là các cái quán ăn, quán nhậu bây giờ là cập cửa không nổi. À, thế mình mà bạn không có, tại không có khách, người ta không có làm lụng được cái gì, người ta ăn nhậu hết trơn á. Mở ra mà không có khách 1 tháng 2 tháng là bức liền, tiền nhân viên, tiền mặt bằng, tiền điện, tiền nước, không có ai vô ăn nhậu là coi như thua rồi, nồng độ cồn rồi này kia nữa không. Cho nên là nó một cái vị trí đất rất đẹp luôn, ngay góc. À, bây giờ cỏ cây nó lên không, nhìn nó hoang vắng quá. Đó, đặc sản đó ha, đặc sản đó đàng hoàng. Bây giờ cỏ cây lên người ta bỏ luôn đó quý vị các bạn, rồi không ai thuê thì người ta để luôn ha. Đó, cho nên là cái tình hình chung quý vị ơi, không mà mình đi những cái chỗ xa xôi thì mình không nói, là xa xôi thì đúng là nhà cửa xây lên bỏ hoang lúc này. Ngay trong những cái khu vực này nó gần xịt đây, đó, điều kiện tiện ích này, đó, giao thông này rất là thuận tiện, nhưng mà cùng chung số phận luôn. Cho ngày xưa người ai có miếng đất lớn, hơn miếng đất cho thuê, rồi miếng đất lớn, miếng đất góc, rồi cái như là ngồi rung đùi. À, cứ hàng tháng là cho thuê rồi mình có tiền là để chi phí thôi, tại vì cái số tiền người ta bỏ ra cũng lớn. À, những cái năm mà đỉnh cao của bất động sản á, ui những cái miếng đất đẹp đó là người ta hốt liền luôn quý vị bạn, hốt liền luôn. Đó, tham qua sơ qua cái nhà hàng người ta cũng để trống ha. Bánh xèo tôm nhảy.
Đó quý vị và các bạn cứ hình dung đi, mình đi đây ngay cái thành phố Thủ Đức đấy. Một cái vị trí cũng cư dân lâu đời, hình thành cũng từ lâu mà nhìn nó cũng hoang vắng vắng vẻ, không thua gì các cái quận huyện vùng ven, các cái tỉnh vùng ven. Đó là tình hình chung là quý vị và các bạn. Việc kinh doanh buôn bán thì bây giờ coi như là không cầm cự nổi, có những cái quán không cầm cự nổi tại vì không có khách. Ta không có làm có tiền để người ta đi ăn đi uống rồi này kia, cho nên là bắt buộc phải mà từ ngày xưa những cái mặt bằng lớn chỉ có quán nhậu mới chịu nổi thôi quý vị. Ui ở đây đất này. À, phía sau có mấy căn nhà. Ở đây thì một vùng đất cỏ không. Rác. Ở thêm cực ha. Thà mình mua cái nhà nhỏ nhỏ, nhà liền kề nhà kia ở phố rồi. À, bên trái có nhà, bên phải có nhà, trước có nhà, sau có nhà nó vui vẻ hơn quý vị. Không, nhiều lúc người ta thích ở nó khu vực nó biệt lập, nó yên tĩnh cũng không 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 biết chừng ha. À, có những cái căn biệt thự view sông luôn ha, xây vắng vẻ, nói chung là khá vắng vẻ. À, chỉ có mấy cái xe tải xe này kia ha, có chỗ đậu ngon lành, trong này không sợ vướng víu gì ai. Ừ, đây nguyên cái bãi đất luôn quý vị. Nói chung ở đây thì nhà không có nhà hoang nha quý vị ha, người ta có người ta xây người ta ở hoặc là cho thuê. À, cũng có những cái mặt bằng bỏ hoang có thể có bằng bỏ hoang thì nhiều. À, như mình đã nói là ngày có cái thời kỳ mắt kiến á quý vị các bạn. À, người ta nên làm ra những cái góc ngay cái góc của các cái tuyến đường á, giao nhau người ta thuê. À, một cái mắt kính như vậy người ta bán 500-700 ngàn, trong khi một cái gọng có 2 ngàn 3 ngàn ở gọng nhựa đó ở Chợ Lớn về gắn cái tròng vô không biết mấy chục ngàn, nó bán mấy trăm ngàn khiếp. Rồi sau đó có thời kỳ là quán nhậu, những cái mặt bằng to lớn đó, thì quán nhậu người ta mướn khách khứa đông ngồi được thoải mái ở ngoài, ta không thích ngồi phòng lạnh nữa. Rồi bây tới thời kỳ này cũng te tua luôn, cho nên các cái mặt bằng lớn trả hết trơn. Rồi các cái trung tâm mua bán thương mại, cửa hàng, shop đua nhau trả hết trơn. Không, quý vị thấy đất đai nhà cửa không? Còn bao la bát ngát. Cho nên như mình đã nói rồi, cứ mấy ngày hôm nay cứ đồn thổi là giá đất rồi sẽ lên rồi này kia, việc quá trời đây. Lên gì nổi, lên lên rồi. Bây giờ chỉ xuống thôi chứ lên lên rồi. Nghĩa là nhà nước chưa ban giá đất mới mà đã lên rồi, lên cách đây mấy năm rồi, ở đỉnh luôn rồi, cho nên giờ lên gì nữa. Đó, quý vị thấy không? Ui, đất đai, nhà cửa, đường xá. Ngày xưa mình ở quê nó cũng vậy đó quý vị bạn. Người ta nhà mình ở đó cái lâu lâu mới có căn nhà, lâu lâu có căn nhà là coi như người ta làm rẫy, làm ruộng, mùa mưa cỏ nó lên. Đi đường nó y chang nhỉ, hai bên cỏ nó ra nó lan ra, đường xá thì nó cũng đọng nước, ổ gà ổ voi nó y chang vậy thôi, nó có biết thế không? Đó thì mình cập nhật một vài cái giá cả, không biết là quý vị và các bạn ở vùng này có cái giá nào hay không thì cũng chia sẻ cho mọi người cùng biết, biết đâu có những anh người ta cũng có cái nhu cầu để người ta trong thời điểm này nè ta ra mua miếng đất và cái nhà gì đó ở khu vực này nó gần gũi hơn. Đó mình nói ngay cái phía sau cái Gigamon là quý vị bạn biết rồi, ở ngay đường Phạm Văn Đồng, ngay ngã tư Bình Triệu luôn. Cho nên là rất là gần luôn, rất là gần. Ở bên tay trái quý vị có một cái chung cư cũng khá xuống cấp rồi, chung cư Hiệp Bình Chánh. Đó, người ta ở rồi cái sân bãi rồi cỏ cây rồi cũng nói chung là mình không hiểu tại sao rác rến rồi cỏ quá trời luôn. Ở đây là tình hình thực tế thôi quý vị các bạn. Nó đường xá nó xuống cấp rồi tại vì đường nó bị ẩm ướt á, đường khu vực này hơi bị thấp. Ngày xưa là mình nói rồi, đi qua cái khu vực này mà khá vạn cân, còn nhìn qua đây là
coi như là ruộng không, đi vô sâu lắm, dừa, rồi dừa nước, dừa trồng của dân cũng có. Đây có mấy căn người ta bỏ luôn quý vị, không phải là bỏ nhưng mà ta không 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 có làm gì luôn, đất quá trời đấy không, nhiều lắm, nghĩa là nhiều lắm. Trước giờ mình nghe nói khu Hiệp Bình Chánh mình cứ nghĩ là ở những cái phường mà có chữ là nó xa, ai về nó gần xịt đó quý vị ơi, ngay bến xe miền Đông chạy xuống đây sân bay Tân Sơn Nhất chạy về đây cũng cỡ 5 10 15 phút là tới đây rồi. Đó. Giờ mình vô cái khu này cái là các bạn cứ chạy vô cái đường số 20, 25 đồ này kia, 18, 17 đồ này đó đó là cứ vô đây là thấy hết đất đai nhà cửa còn bao la luôn, nhiều nhiều vô cùng. Đó thì hôm nay Sài Gòn Camera đã mời quý vị và bạn đi về cái khu vực gần thôi. Và khu vực này thì để chứng tỏ rằng đất đai nhà cửa nó còn quá trời. Nói về việc tăng giá chỉ là việc đồn thổi thôi quý vị ha. Không biết tương lai nó sẽ như thế nào nhưng mà giai đoạn hiện tại mình cứ nghĩ là nhà đất vẫn không có tăng giá đâu. Cho nên là quý vị mà muốn mua đất mua nhà trong thời điểm này thì cũng còn ok. Rồi, video đến đây cũng khá dài rồi, toàn là đất bỏ trống đồ này kia, đất đai còn quá trời, đường xá rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Một lần nữa chúc quý vị và các bạn luôn khỏe, thành công. Hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt.